Vâng, xin chào bà con. Và bà con đang quan sát đây, đó là hiện trạng cây bị sâu ăn lá tấn công. Và đây là hiện trạng mà chúng tôi muốn giới thiệu cho bà con ngày hôm nay. Và sản phẩm để khắc phục hiện trạng sâu ăn lá này thì chúng tôi muốn gửi tới cho bà con, giới thiệu cho bà con một sản phẩm, đó là sản phẩm tinh dầu thảo mộc Nakisi, là sản phẩm thuộc thuốc trừ sâu sinh học. Vâng, và bà con cùng quan sát cái quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm cũng giống như kết quả này nhé. Vâng, và trên tay tôi đây đó là sản phẩm TKS Nakisi, là sản phẩm tinh dầu thảo mộc thuốc trừ sâu sinh học. Thì đây là sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu cho bà con trong video ngày hôm nay để diệt trừ sâu ăn lá. Thì sản phẩm này thì chúng ta tiến hành pha với lại định lượng là 10ml cho bình 20 lít nước. Chúng ta bắt đầu tiến hành pha. Bà con sử dụng theo đúng hướng dẫn nhé, 10ml. Ok, chúng ta sử dụng với lại 10ml sản phẩm cho bình 20 lít nước. Chúng ta sẽ đổ vào bình 20 lít nước và hòa tan sản phẩm này nhé. Sau khi hòa tan sản phẩm này thì chúng ta có thể bắt đầu sử dụng phun trên cây để diệt trừ sâu ăn lá. Vâng, và sau khi chúng ta đã pha sản phẩm với lại 10ml sản phẩm với lại 20 lít nước thì chúng ta bắt đầu phun. Chúng ta bắt đầu phun trên cây. Bà con lưu ý thì đây là sản phẩm sinh học cho nên là rất an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó nữa thì khi phun chúng ta phun ướt đều mặt lá để cho thuốc tiếp xúc với lại sâu tốt hơn và sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Vâng, và xin giới thiệu bà con, đây là kết quả sau khi sử dụng sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học Nakisi. Và chúng ta sẽ cùng quan sát hiệu quả như thế nào nhé. Thì sau khi sử dụng sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học Nakisi thì chúng ta phun ướt mặt lá thì sâu sẽ bị ngấm thuốc co người lại và rơi xuống. Thì đây là kết quả. Đây là kết quả mà chúng ta có thể nhìn thấy. Đó là sau khi rớt xuống thì đang quằn quại co người lại và chết dần. Vâng, chúng ta cùng quan sát. Sau khi sâu ngấm thuốc thì co người lại và chết dần. Thì đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ vi sinh nên bà con sử dụng rất an toàn và không gây độc hại cho người sử dụng. Để có thể tìm hiểu và mua sản phẩm này thì bà con có thể lên trang web Sen Đỏ trong shop của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh để tìm hiểu sản phẩm và đặt hàng ở trên Sen Đỏ. Thì chúng tôi sẽ gửi hàng đến địa chỉ của quý khách hàng. Vâng, và video hướng dẫn sử dụng sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học Nakisi đến đây là kết thúc. Chúc cho bà con luôn canh tác an toàn và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.